Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu Ngũ Thất Pháo đấu với Bình Phong Mã giữa Lục Vĩ Thao và Vương Nhất. Trận đầu tiên thì diễn ra năm 2011, Lục Vĩ Thao cầm đỏ đi tiên, còn Vương Nhất cầm đen đấu hậu. Mời bạn thưởng thức.
Xuyên. Tăng chuyên. Tăng chuyên. Trên đây thì vương thứ nhất buông cờ nhận thua. Mà các bạn xem tiếp trận ngũ thức pháo đấu bình phong mã diễn ra năm 2013 sau 2 năm, Lục Mỹ Thao cầm đỏ đi tiên, Vui Nhất cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.
将军。Trên đây thì Lục Vĩ Thao đã buông cờ nhận thua. Và video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Hẹn các bạn ở video sau.